Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Hiện tại thì mình đang ở chùa Phổ Đức nha. Ở đây là cái chỗ giao nhau giữa đường Ấp Bắc và đường Trần Hưng Đạo. Thì bữa nay mình sẽ đi tản bộ đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ mình sẽ quẹo qua đây. Còn nếu mấy bạn đi thẳng luôn thì đi tới chợ Thành Trị. Bữa nay là mình đi bữa hôm 2 Tết. Bữa nay thì bắt đầu người ta có bán bông rồi. Mà năm nay mình thấy hình như bán bông ở ngoài lộ bán thì ít. Mấy năm trước bán cũng sung rồi. Phía bên phải mình là trung tâm y tế dự phòng. Cái đường này thì lúc trước thì nó kinh khủng lắm. Nhưng mà hiện tại nó đã làm lại rồi nên chạy khá là ngon. Hồi đó cái đường này mình nhớ là nó hấp mà nó toàn là ổ gà. Này là mình đi buổi chiều, khoảng chừng 3 giờ chiều rồi. Mình đi bên đây thì trời nó mát nhưng mà nó bị chói nắng, các bạn không cảm. Còn đi bên kia thì nó hửng nắng nhưng mà nó bị nắng dữ. Phía bên phải mình là cà phê Lãng Du. Quán cà phê này cũng lâu đời lắm. Cách đây khoảng 10 năm là mình đã thấy có nó rồi. Vô quán cũng lịch sự. Ở đây thì nó gần trường đại học nên đa phần sinh viên của Đại học Tiền Giang làm ở quán này cũng nhiều lắm. Hồi đó mình cũng có mấy đứa bạn làm ở quán Ê Lãng Du. Giờ này thì chưa có tan ca nên lộ nó cũng không có đông lắm. Đường này phải đợi chắc vài năm nữa cây xanh nó bự lên thì nó mới mát. Cây này toàn là mới trồng. Đó thì mình đi học thì mình hay đi đường này lắm. Ở đường này nếu mà tính ra thì ở đầu đường nó có cái quán hủ tiếu Sáu Sen ăn ngon lắm, còn ở khu vực này thì mình cũng không rành lắm. Cái quán bánh khọt đó thì nó mới mở. Bán xá thì nó thay đổi liên tục. Ở đây có trường Cambridge dạy ngoại ngữ. Cái này hình như mới mở sau này chứ hồi đó mình nhớ là không có. Nó gà dưới quê mình thấy cái trường Cambridge này nó mở chi nhánh cũng khá là nhiều. Bên Bến Tre mình cũng có mấy chỗ. Người ta gửi con em lên đó học tiếng Anh khá là nhiều. Bên trái mình là Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang. Bên trái mình là karaoke Ruby.
lúc này do là dịch nên sức mua của người dân khá là giảm, nên hàng quán đa phần là đóng cửa khá là nhiều. Mình nghĩ là đóng cửa chứ cũng ít nhất cũng khoảng 30%. Tại vì Mỹ Tho mình đó giờ đa phần là nhờ du lịch nhiều lắm. Và hiện tại du lịch thì nó bị phế rồi, kéo theo nhà hàng khách sạn luôn. Giờ chỉ còn ăn uống với cà phê đồ thấy là còn đỡ đỡ. Chỉ còn du lịch với nhà hàng khách sạn là thấy là xong rồi. Mới đỡ đỡ được chút xíu cái là bị dịch lại nữa. Ở đường này thì mình thấy mấy cái hẻm hiện tại thì nó làm lại khá là bự, với nâng cũng cao, nó không có ngạc nhiên đâu. Chỗ này mình nhớ như lúc trước là như là lộc phố cũ, lộc phố lúc trước ở đây này. Còn giờ bây giờ như là bây giờ như lên gần chỗ Kỷ Viên. Lộc phố thì ở Mỹ Tho mình thì cũng nổi tiếng, nó là quán ăn. Nếu mà tính là quán lâu đời mình nhớ chỉ được cái vài quán ở đây, còn giờ đa phần là ra là quán mới. Tại vì buôn bán mình thấy nếu mà không phải nhà của mình thuê những thời gian nhiều khi chịu không nổi nên là người ta buôn phải đổi chỗ khác. Đường phố Mỹ Tho thì nó khá là sạch, thường thường là buổi đa phần lâu lâu mình đi mình thấy là có công nhân vệ sinh quét dọn, đặc biệt là buổi tối quét dọn cũng khá là nhiều. Ở bên phải mình là quán 192, quán này mình ghé ăn một lần với em mình thấy cũng ăn cũng được lắm. Hiện tại thì như mình thì cái phong trào buffet hiện tại nó cũng đang thịnh. Lúc trước cách đây khoảng 1 năm á, là phong trào que xiên nướng, xong rồi cái đó nó rụi rồi. À trước đó nữa như là bên mì cay Hàn Quốc với trà sữa, hai cái nó rộ lên lần rồi cái nó hết, cái tới que xiên nướng xong bây giờ đổi sang buffet. Không biết nó tồn tại bao lâu, mình thấy chừng vài tháng là xong. Lúc trước cũng có bánh mì muối ớt một hoành hành một thời gian rồi cũng hết. Ở phía trước mặt mình là đường Lý Thường Kiệt, cái này góc bên trái có nhà thuốc Phước Thành, nhà thuốc có bán thuốc rất là đắt. Còn ở đây mình nhớ hình như là có cái bà bán xôi. Đây mình thường hay mua xôi đi ăn, 5.000 cục cũng khá là ngon. Cái trước mặt mình là trường học phổ thông Trần Hưng Đạo.
trường này thì nó mới xây lại. Hồi đó lúc trước mình có vô học mấy lần mà đi học tiếng Anh, cái cơ sở nó bị kẹt chỗ, nó đẩy vô đây. Nó cái dãy bên tay phải mình, cái dãy đó như mới xây sau này, lúc trước mình thấy không có. Với Tiền Giang lúc gà mình thỉnh thoảng mình mới qua chứ mình cũng không qua thường xuyên. Với đặc biệt lúc gà là dịp Tết này đi qua cầu Gạch Miễu hay bị kẹt xe đó. Kẹt xe thì xe nó đậu bít bùng luôn, nhiều khi qua lộ khó khăn lắm. Bữa nay 22 Tết mà kẹt rồi, vài bữa nữa mình thấy chắc kẹt cứng luôn á. Khúc này lúc trước toàn là ổ gà không, chạy mà cứ như là đường massage vậy. Chạy xong cái đường này là ê đứt luôn. Ở Mỹ Tho nếu mà một thời gian các bạn không đi, các bạn đi các bạn nhìn thấy cái đường nó lạ cho lắm. Nói chung là Tết rồi nhưng mà mình thấy là chỉ có treo cờ thôi, chứ ngoài ra nó cũng không có khác gì ngày thường nhiều lắm. Tại hiện tại thì Việt Nam mình đang bị dịch cũng hơi bị nhiều, mới có mấy ngày mà làm gần 200 ca rồi. May là chưa về dưới đây, nếu mà về dưới đây mình nghĩ nó còn sơ sát nữa. Nếu tính ra ở Tiền Giang mình thì mình thấy buổi tối á, là mấy quán ăn nó đông lắm, nhưng mà mình đi quay buổi tối thì hình nó không có nét lắm, hình nó có khui à. Cái con đường nào mà nó đèn nhiều á, thì quay nó còn thấy rõ, mà nhiều con đường đèn nó không có đầy đủ nên nó thiếu sáng. Mình nhớ như ở đây là có quán nhậu quá xinh hay gì ở đây mà đâu giờ nay thấy nó giảm mất tiêu rồi. Ở phía bên phải mình là trường mầm non Hướng Dương. Thì cái chỗ đó là hồi đó là quẹo vô nhà bác của mình, nhớ mang máng nha. Ông nói ông ở cần dừa lá hành tòng mà không nổi gì, dừa lá nó dẹp mất tiêu rồi. À, những cái người lớn tuổi thì chắc biết, còn tụi trẻ như tụi mình giờ là bó tay. Đang tổ chức đại hội đảng hay gì à? Không biết xong chưa nữa. Ba cái tin tức đó thì mình không có rành lắm. Nè đây đi chút xíu tới nữa có cái quán hủ tiếu Sáu Sen nè, quán này ăn cũng được lắm. Mình nhớ như cách đây mấy tháng là mình ăn hình như là 45 ngày một tô đó. Cái đó là tô thường nha, còn tô đặc biệt thì tới 50 vậy luôn, hình như 60 hay gì. Nhưng mà khổ nỗi ăn làm như mình bị trúng bột ngọt ấy, lâu lâu mình ăn thế mình bị gan ngồi chút là khó thở.
cái tô hủ tiếu rất là chất lượng, làm như mình bị dính để cho thỉnh thoảng ăn nhiều quá cũng bị vậy. Ăn xong ngồi cái tức ngực khó thở. Quán thì bây giờ bắt đầu có khách rồi, chừng 6 bây giờ thì đông dữ lắm, có khi là không đủ chỗ đậu xe phải đậu trên lộ nữa. Nhiều lúc ăn thì thấy khó thở nhưng mà giờ đâu còn chỗ nào đâu ăn ngon nữa đâu, giờ phải lũi vô ăn. Dưới đây thì có hủ tiếu Tiết Ngân ăn cũng được, nhưng mà thường thường thì mình thích ăn sáu sen hơn. Rồi clip mình đến là kết thúc nha, chào tạm biệt các bạn.